thông thường là một con ngựa vậy là tầm nhiêu mình mua mình kinh doanh đó? Mua bán là cỡ 10 triệu không? 100 triệu. 100 triệu con hả? Má của em tựa hồng cành thắm, mắt của em cùng bờ. Ok, hello mọi người. Chào mọi người đến với kênh Leo Can Go trong series khám phá Discovery Đà Lạt. Đó, bây giờ mình sẽ đi cái nơi rất là nhiều người đến luôn, đó là vườn hoa thành phố Đà Lạt. Trong đây là có tất cả các loại hoa luôn. Đó, nên là mình vô đây mình sẽ review cho đây có bao nhiêu loại hoa. Đó, thì mua vé nè. À, một vé là 70.000 người lớn và 35.000 con nít. Let's go. Khá lạnh mọi người. Mình nghĩ chắc khoảng dưới 20 độ á. Mình đi vào dịp cuối năm á, cho nên là có rất nhiều loại hoa đẹp luôn. Cuối mùa xuân là mình đợi tím đó. Ồ, hoa đẹp chưa? Đó, đây có rất nhiều loại hoa mà mình cũng không thể nào nhớ hết. Vườn hoa Đà Lạt thành phố á, có đến hàng nghìn loại hoa luôn. Đà Lạt có nhiều nơi tập trung, những cái vùng á chỉ có một loại hoa duy nhất thôi. Nhưng mà ở đây là tập trung hỗn hợp tất cả loại hoa luôn. Thì là mình sẽ review cái nơi này bởi vì trong đây có đầy đủ tất cả loại hoa tượng trưng ở thành phố Đà Lạt. Bây giờ mình sẽ quay những cái cảnh đẹp nhất cho mọi người thưởng thức đặc sắc và đa dạng thế nào. Ok, let's go. Chỗ này mọi người check in để chụp hình nè. Rất nhiều dù, có nhiều ô dù luôn. Dù nhiều màu sắc, rất là đẹp. Thật sự là Lạt ha, bất cứ góc nào cũng có thể chụp hình và tự sướng check in nữa mọi người. Mình rất thích Đà Lạt. À, mình hỏi những người ngoại quốc á thì họ cũng rất thích Đà Lạt. Ngay cả họ ở trong châu Âu, nhưng mà họ nói Đà Lạt cũng là một nơi rất là đẹp. Bởi vì có nhiều hoa, ẩm thực phong phú và con người rất là dễ thương nữa. Đó. Có đào chưa? Chưa. Năm nay hoa đào chậm nha. Chưa. Tại vì nó còn một tháng nó mới Tết mà. Chắc là phải gần Tết đúng không? Đúng rồi. Vậy là chắc phải cuối tháng. Tìm mãi mới ra được cái đào. Bởi vì mùa này chưa phải là mùa đào, phải gần Tết họ mới đến đào lận. Tại càng lạnh thì đào nó mới ra. Nên là mình sẽ review trước mấy cái đào này, gọi là demo trước cho mọi người xem. Đó. Tết mà đem về mà chân cũng đẹp nè. Ồ, mấy cây mọi người 300. Bao nhiêu nha?
Mình đang ngay trung tâm thành phố Đà Lạt luôn, Hồ Xuân Hương, 16 độ. Ghê không? 16 độ mà tôi mặc có một cái áo thôi. Áo mà áo mỏng mới ghê chứ. Áo siêu mỏng luôn á. Thông thường là một con ngựa vậy là tầm nhiêu mình mua mình kinh doanh đó? Mua bán là cỡ 10 triệu không? 100 triệu. 100 triệu con hả? Ờ. Ờ dữ vậy. Nó chạy được tầm 10 năm không? Mấy chục năm hết chứ. Mấy chục năm luôn hả? 25 năm, gần 30 năm. Vậy 100 triệu cũng đúng rồi. Ngựa lai nước ngoài, lai người đua nước ngoài mà. Ngựa này là ngựa lai hả? Hay nó cao hơn bình thường đúng không? Đua nước ngoài, cha nó là người đua thuần chủng nước Anh đó. À, nước Anh hả? Vậy là con ngựa này là gốc gác là nước Anh đúng không? Ừ. Rồi. Má của em từ hôm gần thắm, mắt của em cùng bờ môi cong, đã làm anh cả đêm thức trắng, nghĩ về em và chuyện tình trăm năm. Có tình yêu nào không đầy nắng, có hoàng hôn nào không xa xăm, kéo mình đêm về trong u tối, tắt đèn thôi, hình ai biết yêu là yêu. Mình đang đi dọc theo hồ Xuân Hương này. Tổng chiều dài mình có thể đi được là hơn 4 cây số. Cả đi coi bà. Hôm nay lạnh đó chứ? Nay lạnh hả? Tối nay lạnh. Ủa này nè, làm gì à? Làm nhà sàn nè. Họ thấy hiền lại cũng là người dân tộc hồi xưa ở đây á. À, dân Lan Biang đúng không? À, đúng rồi. Mà hồi xưa họ ngoài này. Đúng rồi. Họ ở trong đó và là đời sống chung một á. Là vậy đó. Hồi xưa họ ở đây á. À, ngày xưa là họ sống quanh hồ đúng không? Không, hồi đó không có hồ. Không có hồ, nó là cái thung lũng để làm rẫy. À. Ở dưới lòng chảo đó là họ làm rẫy. Hồi sau này rồi họ bỏ đi rồi người khác họ mới xây đập nước, ngăn con suối lại mới tạo ra hồ. À rồi rồi. Gần chỗ chợ Đà Lạt đi ra có cái đập nước á. Gần chợ Đà Lạt có cái đập nước.